Xin chào toàn thể các bạn đã đến với kênh Kiến Thức Chuyên Sâu Trong chiếc video chiều nay, tôi đã gửi cho các bạn về sự đe dọa của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gửi toàn thể thế giới, đặc biệt là các công dân tới từ châu Âu Ông ấy nói với chúng ta rằng, những người Nga đang có kế hoạch để chuẩn bị tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, nơi mà chính những người Nga đang kiểm soát Jim Ferguson, một nghị sĩ của Vương quốc ảnh, những người mà đang rất ủng hộ chế độ Kiev cũng đã phải thốt lên rằng Nga hoàn toàn không có lý do gì để tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, nhưng Ukraine thì lại có khả năng đó bởi vì họ đang nỗ lực lôi kéo NATO vào một cuộc chiến tranh với cả những người Nga. Chính thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ là Lindsey Graham đã cố gắng khuấy động mọi thứ. Không một ai trong chúng ta sẽ ủng hộ bất cứ điều gì để có thể khiến cho chúng ta bị cuốn vào một thế chiến thứ ba. Hãy theo dõi chặt chẽ vấn đề này. Đây sẽ là một khoảng thời gian đầy nguy hiểm. Vâng, lời nói đầy tức giận của thượng nghị sĩ Jim Ferguson. Khiến cho tôi có một cảm giác rất buồn cười. Giờ đây, một thượng nghị sĩ của Vương quốc ảnh lại chỉ trích một thượng nghị sĩ của Mỹ vì đã để cho vấn đề ở nhà máy điện hạt nhân Zapozia đi quá xa. Được biết rằng chính thượng nghị sĩ của Mỹ là Lindsey Graham đã tới Kiev cách đây tháng trước. Chính vị thượng nghị sĩ này đã làm mọi thứ dối tung lên khi mà ông ấy tới Kiev bằng việc tuyên bố trong buổi nói chuyện với Tổng thống Zelensky rằng những người Nga đang chết dần. Và đây chính là khoản tiền mà nước Mỹ chi đúng đắn nhất. Sau câu nói đó, thượng nghị sĩ Graham đã chính thức bị Liên bang Nga đưa vào danh sách truy nã. Điều này đã cho thấy Quốc hội của Mỹ đang ủng hộ các chính sách vô cùng điên cuồng của chế độ kép. Miễn sao việc này có thể gây ra tổn thất càng nhiều cho những người Nga càng tốt. Và giờ đây chính Ukraine đang thực hiện rất tốt những yêu cầu này. Họ ngầm ám chỉ với chúng ta rằng Ukraine chuẩn bị tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhia. Vậy bây giờ các bạn hãy nhìn lên màn hình, thì sẽ hiểu Nga hay Ukraine ai có lý do để tấn công vào nhà máy điện này hơn. Đây chính là biểu đồ về những cơn gió đang thổi qua ở Ukraine Và các bạn thấy đó, tất cả các cơn gió đều đổ dồn về phía dưới Có nghĩa là những người Nga sẽ phá hủy nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia Sau đó bụi phóng xạ sẽ được gió đưa đẩy về chính các khu vực mà họ đã ở Nhìn vào những hình ảnh này thì các bạn có nghĩ rằng những người Nga sẽ làm chuyện này hay không Khi mà nó hoàn toàn không mang lại bất kỳ một lợi ích nào Tôi xin nhắc lại là nếu Nga tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia Thì bụi phóng xạ bọn họ sẽ gánh tất cả Thế nên là Nga hay Ukraine có lợi hơn trong câu chuyện này? Các bạn đã có câu trả lời rồi chứ? Xem kìa, chính người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia của Ukraine là Alexei Danilov giờ đây đã quay ngoắt 180 độ. Ông ấy tuyên bố thẳng thừng với truyền thông là trọng tâm của Ukraine giờ đây không còn là phản công nữa. Vì bây giờ, ở giai đoạn chiến sự tích cực này, lực lượng phòng vệ Ukraine đang hoàn thành nhiệm vụ số 1 của mình được giao đó là tiêu diệt tối đa nhân lực, thiết bị, kho nhiên liệu, phương tiện quân sự, sở chỉ huy pháo binh và các lực lượng phòng không và không quân của Nga. Những ngày qua, chúng tôi đã hoạt động đặc biệt hiệu quả. Bây giờ, cuộc chiến hủy diệt này đã kéo dài hàng trăm cây số. Những người Nga bị phá hủy nhiều hơn cũng có nghĩa là chúng tôi sẽ giải phóng được nhiều hơn. Vâng, từ phát biểu này của Danilov, tôi có cảm giác rằng chế độ Kiev đang muốn xóa nhòa đi các thiệt hại của mình và giải thích luôn lý do tại sao bước tiến của Ukraine lại chậm chạp đến vậy. Nó có nghĩa là chế độ Kiev không phải tiến lên để giành lãnh thổ, chúng tôi tiến lên để làm cho những người Nga tổn thất càng nhiều càng tốt. Bởi vì với bọn họ, những người Nga càng tổn thất có nghĩa là những phần lãnh thổ sẽ được giải phóng nhiều hơn, bao gồm cả việc Ukraine sẽ tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia trong tương lai. Được rồi, nếu nhìn vào hướng gió thổi thì tôi chắc chắn rằng hành động này của Ukraine sẽ khiến cho những người Nga buộc phải rút lui khẩn cấp. Bởi nếu nhìn vào hướng gió thì tất cả bụi phóng xạ sẽ bay về phía bốn tỉnh mới xác nhập vào Nga và tràn cả vào sâu trong lãnh thổ cũ của Nga, bao gồm cả khu vực Rostov-on-Don, nơi mà thủ lĩnh Priozhin và lực lượng vũ trang Wagner đã từng lấy nơi đây để tổ chức cuộc binh biến. Nói chung cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine trong khoảng thời gian này là một giai đoạn rất nguy hiểm. Vì tôi cũng chẳng biết được nếu Ukraine dám tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia thì chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, những người Nga sẽ cuồng nộ như thế nào. Có xảy ra một thế chiến thứ ba hay không? Đây mới là điều khiến cho cả thế giới lo lắng chính người phát ngôn của bộ ngoại giao nga là maria zakharova đã công khai nói về một viễn cảnh tồi tệ trong tương lai nếu điều này xảy ra trước toàn thể báo chí quốc tế vào ngày hôm nay với những phát biểu vào ngày hôm nay rõ ràng tổng thống ukraine vladimir zelensky sẽ chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công khủng bố vào nhà máy điện hạt nhân zaporozhye kiev đang lên một kế hoạch tấn công khủng bố mang lại rủi ro cho toàn cầu trong khi cả mỹ và vùng quốc ảnh đều không coi đây là một mối đe dọa nghiêm. hiểm nếu điều này xảy ra không một góc nào của hành tinh này sẽ không bị ảnh hưởng. Bởi vì ở đầu cũng có bầu khí quyển, có đại dương và có cả các khu nông nghiệp rộng lớn. Nếu bất cứ điều gì xảy ra với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia thì mọi thứ cũng sẽ bị cuốn đi, bao gồm cả không khí, nước và thực phẩm trên trái đất này. Zelensky rõ ràng đang tìm cách sử dụng yếu tố này cho mục đích khủng bố cực đoan của mình. Cho tới lúc này tôi vẫn nhận thấy Mỹ, NATO và Liên minh châu đang im lặng về câu chuyện của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Hoặc cũng có thể là những người Mỹ đã nói chuyện trước với Tổng thống Zelensky để ông ấy đưa ra bài phát biểu đe dọa này với các quốc gia thuộc NATO và Liên minh châu. Bọn họ sẽ phải tiếp tục móc hầu bao của mình để viện trợ cho chế độ Kiev nếu không muốn bụi phóng xạ sẽ lan tới quốc gia của mình. Vậy ai sẽ là người lợi nhất trong câu chuyện này? Chắc chắn rồi, đó sẽ là những người Mỹ. Đầu tiên, họ có thể tiếp tục chiến dịch làm suy yếu nước Nga. Và thứ hai, các tổ hợp công nghiệp quân sự của họ sẽ hoạt động hết công suất. Không chỉ là sản xuất vũ khí riêng cho Ukraine, mà còn là sản xuất để bổ sung vào số lượng đã bị hao hụt do NATO và Liên minh châu đã viện trợ cho Kiev. Chúng ta gọi đây là những người Mỹ đang ăn hai đầu, hút tới tận tủy của các quốc gia thuộc Liên minh châu và NATO. Hãy để tôi chứng minh cho các bạn điều này. Một báo cáo ở Berlin đã cho thấy không phải các nhà sản xuất vũ khí của Đức được hưởng lợi từ câu chuyện của Ukraine mà những người Mỹ đã dành tới một nửa các quỹ nâng cấp quân sự trị giá 109 tỷ đô la của quốc gia này. Chính các nhà thầu quân sự tới từ Đức đã cảnh báo rằng những người Mỹ đang hút chọn ít nhất 50% gói hỗ trợ quân sự của chính phủ Đức. Đây là một điều hoàn toàn bình thường bởi vì sau Thế chiến thứ hai, Đức chính là một chư hầu của Mỹ. Họ hoàn toàn không có la bản chính trị trong ngành công nghiệp quốc phòng. Đức cũng là một trong những quốc gia ở châu có số lượng quân đội Mỹ đóng quân nhiều nhất. Và trong cái liên minh châu này, những tổ hợp sản xuất công nghiệp có khả năng cạnh tranh được với Mỹ chỉ có Pháp và Đức. Ngoài ra, tất cả đều phụ thuộc vào ngành sản xuất công nghiệp quốc phòng của Mỹ hết. Tôi không biết rằng Tổng thống Zelensky có dám tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye hay không. Nhưng dù tấn công hay không tấn công thì nó cũng chỉ có lợi cho nước Mỹ. Một phương Tây tập thể, điển hình là châu sẽ phải tiếp tục dùng tiền thuế của dân để viện trợ khí tài cho Ukraine chống Nga. Và Mỹ vừa có tiền vừa có thể làm suy yếu cả hai. Vì vậy cũng chẳng lạ mà chúng ta thấy những người đứng đầu của Liên minh châu thường rất thân Mỹ bởi vì họ được chính phủ của Mỹ dựng lên. Mới đây trên tờ The Telegraph của Vương quốc Anh, đã có một bài viết với tiêu đề có vẻ khá là chua chát khi mà họ nói rằng mỹ muốn chủ tịch của ủy ban liên minh châu sẽ là người thay thế cho jens stoltenberg trong tương lai khi mà người đàn ông này cũng đã vừa được gia hạn thêm một năm làm tổng thư ký của nato theo tờ báo anh này thì đây chính là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của tổng thống mỹ joe biden cho vị trí tổng thư ký tiếp theo bởi vì quý bà ursula von der leyen này đã xây dựng một mối quan hệ bền chặt với cả mỹ trong nhiều năm qua quý bà này ủng hộ mỹ về chính sách chống trung quốc cũng ủng hộ Mỹ về chính sách viện trợ cho Ukraine. Thậm chí quý bà này còn dựa vào tình báo của Washington chứ không hề tin tưởng các cơ quan tình báo của châu. Vấn đề chính là ở đây, người Anh đã nhiều lần bày tỏ mong muốn là họ sẽ có người giữ chức tổng thư ký của NATO để thay thế cho tổng thư ký NATO hiện tại là Jens Stoltenberg đã hết nhiệm kỳ. Tuy nhiên, chính tổng thống Joe Biden đã từ chối yêu cầu này. Sau đó, tất cả các bên đã không đi được đến thống nhất. Vì vậy, tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã được ký quyết định tiếp tục làm thêm một nhiệm kỳ nữa và giờ Joe Biden được cho là đã chọn quý bà Ursula làm tổng thư ký của NATO thế hệ tiếp theo. Nói về con đường chính trị của vị chủ tịch đáng kính nhất liên minh châu Ursula von der Leyen thì ai cũng phải hốt cả hên. Quý bà tới từ Đức này bắt đầu với tư cách của một bác sĩ phụ khoa và bằng một cách thần kỳ nào đó bà ấy được đôn lên chức vụ bộ trưởng quốc phòng của Đức. Và cũng bằng một cách vô cùng thần kỳ nào đó Bà ấy lại tiếp tục được đôn lên làm chủ tịch của Ủy ban Liên minh Châu Và giờ đây, trong tương lai Quý bà Ursula von der Leyen sẽ rất có thể là người đứng đầu một trong những liên minh quân sự mạnh nhất trên thế giới đó là nato tất nhiên là chỉ về mặt hình thức tôi hoàn toàn không có bất kỳ một ý kiến nào với nghề cũ của quý bà ursula von der Leyen thậm chí tôi còn rất tôn trọng nghề này chỉ là tôi cảm thấy một sự không hề liên quan tất cả các vị trí mà bà ấy đã ngồi sau đó nó có vẻ như để làm chủ tịch của liên minh châu bạn cần phải biết nói tiếng anh và để có thể làm tổng thư ký của nato thì bạn cần phải có thể nói được tiếng pháp Tôi không đùa đâu, sở dĩ quý bà Ursula von der Leyen không chỉ được tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ cho chức vụ tổng thư ký của NATO mà còn được cả tổng thống của Pháp Macron ủng hộ bởi vì bà ấy biết nói tiếng Pháp. Tóm lại lợi thế của quý bà Ursula von der Leyen là bà ấy nói được tiếng Đức và có thể giao lưu với nước Đức. Bà ấy cũng có thể nói được tiếng Pháp và có thể giao lưu với những người Pháp. Và bà ấy có thể nói được tiếng Anh, có thể giao lưu với những người Mỹ. Ba quốc gia: Pháp, Đức, Mỹ bà ấy đều có thể giao lưu được vậy bà ấy làm tổng thư ký của nato là đúng rồi cũng chỉ cần có ba quốc gia này là cầm trịch nato và liên minh châu cuối cùng tôi có một tin không hề vui với cả liên minh châu khi mà những người nga mới đây đã chính thức công bố họ không có ý định gia hạn thỏa thuận ngũ cốc trên biển đen theo đó bộ ngoại giao của nga đã chính thức tuyên bố như sau thỏa thuận do liên hợp quốc hỗ trợ có tên chính thức là sáng kiến biển đen đã không đạt được các mục tiêu ban đầu là hướng ngũ cốc tới các quốc gia nghèo đói nhất thay vào đó nó đã trở thành một kế hoạch thuần túy về mặt thương mại đó là vận chuyển các sản phẩm này tới các nước giàu có hơn trong khi việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón của nga thì lại vẫn bị chặn mọi lập luận dẫn đến tuyên bố rằng nếu không có ngô làm thức ăn cho gia súc của Ukraina thì thế giới này sẽ chết đói, là một điều vô cùng buồn cười của Liên hợp quốc, trong khi các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp mà phương Tây áp đặt đối với cả Nga, một trong những quốc gia xuất khẩu nông nghiệp lớn nhất thế giới, cho các mặt hàng thực phẩm và phân bón thì lại chẳng thấy bọn họ lo lắng gì. Trong bối cảnh như vậy, Moscow thấy rằng không hề có bất kỳ một cơ sở nào để có thể kéo dài thêm thỏa thuận ngũ cốc, bởi vì những thỏa thuận này không hề mang bất kỳ một lợi ích nào cho Nga. Thế đó Vậy là những người Nga đã tuyên bố rời khỏi thỏa thuận ngũ cốc. Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là sau này toàn bộ số ngũ cốc của Ukraine sẽ không được phép rời khỏi Biển Đen. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ không thể thu được ngoại tệ từ phương Tây và nó cũng khiến cho một châu Âu tập thể rơi vào viễn cảnh trong mùa đông năm này thiếu cả lương thực và khí đốt. Cụm từ thiếu ở đây các bạn nên hiểu là trong mùa đông của năm nay thì khí đốt và lương thực chắc chắn sẽ lại tăng giá. Còn nó tăng giá bao nhiêu thì phải xem cách giới tinh hoa của châu Âu đang đốt tiền của dân để viện trợ cho Ukraine như thế nào để xóa nhòa những thắc mắc về nền kinh tế của Nga đang có dấu hiệu sụp đổ khi mà đồng rúp yếu hơn đồng đô la thì mới đây ngân hàng trung ương của Nga đã giải thích rất rõ về sự trượt giá của đồng rúp. Nó khá giống với những suy đoán của tôi trong một số video trước đây. Theo đó, người đứng đầu ngân hàng trung ương Nga cho biết sự suy yếu của đồng rúp không hề đe dọa tới sự ổn định tài chính của đất nước này. Bởi vì sự sụt giảm của đồng rúp là do những thay đổi trong cán cân thương mại. Cán cân thương mại bây giờ là sự khác biệt giữa giá trị tiền tệ của hàng nhập khẩu và hàng xuất khẩu của một quốc gia. Rõ ràng là bây giờ cán cân thương mại của Nga đang nghiêng hẳn về phía Ấn Độ và Trung Quốc. Nói một cách ngắn gọn là Nga bây giờ không nhập khẩu trực tiếp hàng hóa từ Mỹ vào Liên minh châu. Vậy nên Nga chắc chắn cũng sẽ không sử dụng nhiều đồng đô la và euro trong giao dịch. Mà hoàn toàn họ sử dụng đồng rúp và đồng nội tệ của các quốc gia như là Trung Quốc và Ấn Độ. Nói nền kinh tế của Nga sụp đổ bởi vì đồng rúp đang yếu hơn đồng đô la hoàn toàn là một suy nghĩ thiển cận. Bởi vì trong cuộc họp vào ngày hôm nay của Tổng thống Putin với Thủ tướng Mikha Misutin, thì con số chứng minh cho nền kinh tế của Nga đang tăng trưởng đã cho chúng ta thấy điều đó. Tổng thống Putin đã thừa nhận rằng nền kinh tế của Nga hồi phục và phát triển tốt hơn mong đợi. Nếu tính tới cuối năm này, GDP của quốc gia này có thể tăng trưởng hơn 2% và lạm phát sẽ chỉ ở mức 5% là tối đa. Nếu so sánh lạm phát với Liên minh châu thì sao? Nơi ít nhất cũng là trên 8% như Đức. Và vẫn có rất nhiều các quốc gia thuộc Liên minh châu hiện giờ mức lạm phát vẫn trên 10%. Và một số người nói với tôi rằng đồng rúp của Nga yếu thế nên nền kinh tế của Nga đang sụp đổ nếu so sánh theo những số liệu mà tôi có thì chẳng phải nền kinh tế của Liên minh châu đã sụp đổ từ lâu. Nga rõ ràng đang thắng cả một NATO tập thể trên chiến trường tại Ukraine và họ cũng đang thắng cả một châu tập thể trong cuộc chiến thương mại nơi mà nhóm bầy đàn này đang ra hàng nghìn các lệnh trừng phạt để rồi lạm phát của bọn họ lại nhiều hơn Nga. Còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại trong các điều sau.